biết. Đây là cảnh quay tại lễ tang của lãnh tụ Liên Xô, Bác Lenin, vào năm 1924. Hơn 900.000 người từ khắp nơi trên Liên Xô đã đến để tưởng niệm và tiễn đưa Bác Lenin. Vì sao Bác Lenin chỉ mới 54 tuổi, sau nhiều năm đấu tranh đã dẫn dắt các đồng chí của mình trong cuộc cách mạng Bolshevik thành công và cuối cùng lãnh đạo Liên Xô đối đầu với các thế lực phản cách mạng toàn cầu? Các bài phát biểu khác nhau tại lễ tang đã tôn vinh những cống hiến của Bác Lenin, nhưng không ai có thể lường trước được rằng một người phụ nữ đã giơ súng nhằm vào Lenin, bắn hai phát vào phần ngực và phần phổi. Viên đạn mang theo chất độc, Lenin được đưa đi cấp cứu và được chữa trị trong nửa năm mới hồi phục. Sau lần ám sát đó, sức khỏe của ông dần dần yếu đi và đã để lại những vết thương sâu sắc, làm suy giảm sức khỏe của Bác. Ngày 21 tháng 1 năm 1924, sau khi Bác Lenin qua đời, Stalin và các lãnh đạo khác đã khiêng thi thể của Bác. Khoảng 5.000 người đã tham gia đoàn tang lễ, thường được gọi là đại đội. Đoàn người đến Moscow vào lúc 1 giờ chiều, thi thể Bác Lenin được đặt trong một phòng đặc biệt tại hội trường Liên Xô để toàn thể nhân dân đến viếng. Giữa đại sảnh, Bác Lenin mặc bộ áo khoác màu tối và xung quanh Bác là những người bạn chiến đấu cũ. Stalin, với đôi mắt đẫm lệ, hiếm khi để lộ cảm xúc như vậy, dù có nhạc nền Moscow nổi lên và bức thư từ Gorky. Trên các đường phố, những cuộc diễu hành lớn đã tự phát được tổ chức bởi công nhân và nông dân, nam và nữ, cùng với những cậu bé bán huy hiệu Bác Lenin và gắn chúng lên ngực. Vào ngày tang lễ, Stalin cùng các đồng chí đã từ từ khiêng thi thể Bác Lenin ra, đặt lên một chiếc xe ngựa và kéo về phía một ngôi mộ tạm thời bên bức tường điện Kremlin, chìm trong nỗi đau không tả. Điều đáng chú ý là vì thời gian gấp rút, lăng Bác Lenin chỉ mất 6 ngày để xây dựng. Năm sau, lăng được tái xây dựng và có hình dạng như hiện nay. Dù có sự khác biệt về phương pháp bảo quản thi hài, cuối cùng Stalin đã quyết định sử dụng công nghệ ướp xác hiện đại để bảo quản thi thể của Bác Lenin cho hậu thế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thấy nội dung thú vị và bổ ích, hãy nhấn like và share để lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Đừng quên đăng ký kênh lớp Nha Trang để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những điều mới mẻ và hấp dẫn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.